Xin kính chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021 và thiêu âm lịch. Hôm nay là ngày 27 tháng riêng năm Tân Sửu, ngày này là ngày Đinh Tỵ tháng canh dần năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thìn lao, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trần, giờ mậu ngọ từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung thổ ngày đinh tỵ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm sa trung thổ kỷ tuổi tân hợi quý hợi ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi kỷ hợi, quý hợi, quý sửu, quý tỵ và quý mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tí, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, hai trương sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu sao kim đường hoàng đạo tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương xấu mọi việc sao tiểu hồng sa xấu mọi việc sao tiểu hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc sao hoang vu xấu mọi việc sao nguyệt hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa đổ mái xây bếp sao thần cách kỵ về tế tử, sao băng tiêu ngoại hãm, xó mọi việc, sao sát chủ, xó mọi việc, sao nguyệt hình, xó mọi việc, sao ngủ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao độc hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp và đặc biệt là ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021, tức là ngày 27 tháng Giêng năm Tân Sửu, ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách tri kỳ, trăm sự đều kỳ, vì vậy không nên làm những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời các bạn đốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang bắt đầu một ngày có vài trục trặc trong công việc vẫn chưa được tháo gỡ, do bạn đang chịu ảnh hưởng của tỷ kiên chiếu mệnh, bạn mệnh không chịu lắng nghe lời khuyên của người khác, cho nên khó tránh khỏi sai lầm. Mọi người có một cách nhìn nhận vấn đề cũng như là năng lực chuyên môn khác nhau, nên khi làm việc chung sẽ khó tránh khỏi tình trạng xảy ra một vài ý kiến trái chiều, không phải ai cũng có thể thấu hiểu hành động và suy nghĩ của bạn được. Và trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào thì với bạn tuổi Tý cần phải cân nhắc cẩn thận vì lựa chọn của bạn có thể ảnh hưởng lớn tới tương lai của bạn. Bạn nhớ là luôn cần phải bình tĩnh bởi sự bình tĩnh sẽ giúp cho bạn sáng suốt và đưa ra quyết định đúng đắn. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày của thủy hỏa xung khắc. Cái điều này không hề có lợi cho sức khỏe của bản mệnh, nhất là khi dịch bệnh viêm phổi cấp trụng mới của virus corona vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp vì thì việc tăng cường sức đề kháng cho bản thân là điều vô cùng cần thiết về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim công việc gặp trục trặc mất thời gian để giải quyết từ vi tuổi bính tý thuộc thủy nên lắng nghe tiếp thu ý kiến của những người có kinh nghiệm từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa cần phải biết cách dung hòa các ý kiến trái chiều từ vi tuổi canh tý thuộc thổ cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc nên tăng cường sức đề kháng cho cơ thể về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu, thứ tư, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy với bà tuổi Sửu đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, tỷ dậu Sửu phù trợ. Cái điều này mang đến những tin vui cho vận trình tình cảm của bạn trong ngày. Với những ai đang quản phân vân về lựa chọn của trái tim mình thì bạn cần phải nhìn nhận thẳng thắn vào vấn đề để nắm bắt giữ tình cảm của mình, đừng có mãi do dự bởi chẳng ai mãi mãi chờ bận chờ đợi bạn đâu. Qua đối với những bạn đang quản độc thân thì có thể gặp được người thương mến từ ánh nhìn đầu tiên. Bạn đừng có vội từ chối những gì đến quá nhanh. Bởi có thể giữa hai người có sức hút lẫn nhau, hãy thử mở lòng mình ra xem sao. Thiên quan xuất hiện, trái với những thuận lợi trong chuyện tình cảm thì công việc của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay lại gặp đôi chút trở ngại, dù vậy bạn cũng chớ có nên nản lòng, chỉ cần nỗ lực tối đa, bạn chắc chắn sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Ngày này lại gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng đây là tín hiệu tốt cho tình hình về tài chính của bạn mệnh bằng việc tiết kiệm số tiền nhô nhỏ thôi nhưng qua thời gian bạn đã tích lũy được một số tiền kha khá đảm bảo cho tương lai của mình được tốt hơn nữa rồi về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tình duyên phơi phới nên nắm giữ hạnh phúc trong tay tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy đừng mãi do dự trong tình cảm tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa đối với những bạn đang còn độc thân có cơ hội thoát ế tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ công việc xuất hiện trở ngại nhưng trở nên nạn lòng tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc tài chính ổn định nhờ khoản tiền tiết kiệm về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. tử vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần đang có linh cảm về điều gì đó sắp xảy ra do bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi sự bất an cứ lớn dần khi bạn nhận dọa sự lạnh nhạt và những hành động khả nghi từ nửa kia bạn lo sợ trong lúc mình không để ý tình cảm của cả hai đã phai ra nhạt dần đi từ bao giờ ở thời điểm hiện tại, dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng với bạn tuổi dần, vẫn khăng khăng tin vào trực giác của mình. Điều đó vô tình có thể khiến cho người ấy bị tổn thương khi mà vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài trí tưởng tượng của bạn cả. Thương quan xuất hiện nhắc nhở bạn tuổi dần cần phải chú ý tới tình hình về tài chính của bản thân, tránh tiêu xài không có kế hoạch và không nên cho người khác vay mượn tiền bạc trong ngày hôm nay kéo lại tiền mất Tình cảm cũng sức mỹ. Và trong ngày này với bạn tuổi dần, càng là những người mời chào những khoản đầu tư cốt lại khủng thì bạn lại càng cần phải dè chừng, đừng có vội vàng tin và làm theo, đừng có để cho cảm xúc kiểm soát hành động của bản thân, nếu không bạn sẽ phải hối hận về thời gian tới về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy bất an khi thấy sự lạnh nhạt của nửa kia tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa khang khang tin vào trực giác của mình tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ nên chú ý tới tài chính tránh tiêu xài không có kế hoạch tử vi tuổi canh dần thuộc mộc nên nói chuyện thẳng thắn với nửa kia về những nghi ngờ của mình tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim đề phòng bị lừa bởi những lời mời chào đầy hứa hẹn về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi, Từ vi tuổi mão thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão, xem tử vi cho thấy nhờ có được thực thần chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi mão có thể nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng trong ngày hôm nay bởi những gì mà bạn đã làm được. Bạn mạnh cảm thấy rất vui và có thêm động lực để nỗ, lợ, nỗ lực hơn nữa tâm trạng thoải mái, cho nên bạn tuổi Mão rất hài hòa, nhẹ nhàng với mọi người hơn và nhờ đó bạn nhận được nhiều người yêu mến và quý trọng. Thời điểm này rất tốt để hòa giải những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đây với bạn. Và ngày hôm nay với bạn tuổi Mão á, bạn nhận về nhiều may mắn trong chuyện kiếm tiền, cơ hội về tài lộc ùn ùn kéo tới. Bạn tuổi Mão biết mình cần phải làm gì để không bỏ lỡ đi cơ hội đến ngay tầm tay với mình ngày này là ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021 tức là ngày 27 tháng giêng năm Tân Sửu theo quan niệm dân gian ngày này là ngày sát chủ uh, trăm sự đều kỳ vì vậy với bạn tuổi mão không nên tiến hành làm những công việc trọng đại như là cưới hỏi trôn cất hay là xây cất về nhà cửa về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy nhận được sự tán thưởng về những gì mà mình đã làm được tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa thời điểm tốt để hòa giải những mâu thuẫn hiểu lầm trước đây tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ may mắn kiếm được tiền tài lộc ùn ùn đổ về nhà tử vi tuổi tân mão thuộc mộc không nên bỏ lỡ cơ hội tăng thu nhập cho bản thân tử vi tuổi quý mão thuộc kim không nên tiến hành việc trọng đại trong ngày hôm nay bởi ngày này là ngày sát chủ về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. tử vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh, có thể sẽ mang đến nhiều thuận lợi trong việc phát triển sự nghiệp của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh cần phải nỗ lực và dành nhiều thời gian hơn cho công việc của mình trong thời điểm này. Đừng có để cho thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc. Công việc của bạn tuổi thìn thuận lợi là thế, nhưng xem ra con đường tài lộc của bạn vẫn khá chi là ám đạm. Có lẽ bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, hãy xây dựng một kế hoạch mới thật chỉn chu để bắt đầu ngay đi thôi. Ngày này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh mang đến cho bạn có được cơ hội thoát ế không hề nhỏ đối với những bạn đang còn độc thân. Bạn nên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có thể đào hoa sẽ đến với bạn từ đó. Và với bạn tuổi thìn, có thể dễ gặp được người thầm thương trọng nhớ, đôi bên có ấn tượng tốt về nhau, tâm đầu ý hợp như thế là đã quên biết từ lâu. Thật may mắn làm sao khi đôi quân tim lại cùng chung dịp đập nữa về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa có điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ cần nỗ lực thật nhiều khi cơ hội đến tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc tài lộc ảm đạm cần cố gắng nhiều hơn nữa tử vi tuổi canh thìn thuộc kim đối với những bạn đang còn độc thân nên kích tích cực tham gia các hoạt động tập thể để cải thiện vận đào hoa tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy có may mắn gặp được người tâm đầu ý hợp về đánh giá của bạn tử Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu đất, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thân. tử vi tuổi tỵ thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy là với bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài nâng đỡ, có vẻ như bạn tuổi tỵ cái chuyện tiền bạc của bạn chẳng còn là vấn đề khiến cho bạn phải đau đầu nữa. Các vấn đề liên quan tới tài chính sẽ được bạn xử lý một cách gọn gàng vì khi khó sẽ có người hỗ trợ cho bạn ngay lập tức. Tài chính được vững vàng, cho nên bản mệnh tuổi Tỵ không cần phải quá cân đo đô đong đến nhiều. Nếu thực sự thích muốn đồ gì thì bạn có thể chiều lòng bản thân mình, tuy nhiên không nên phung phí quá đà. Ngày này bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng, cái điều này cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang có phần bị suy yếu, dễ gặp các vấn đề về tim hoặc là huyết áp. Tính khí nóng nảy thất thường cũng có thể khiến cho người ấy không thể chịu nổi mà bỏ cuộc. Xem tử vi cho thấy, ngày này là ngày 27 tháng riêng năm Tân Sửu, nhân thần nằm ở khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Vì vậy với bạn tuổi Tỵ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa chuyện tiền bạc được giải quyết gọn gàng tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ dù khó khăn đến đâu cũng sẽ lập tức có người hỗ trợ tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc có thể tự thưởng cho bản thân mình để động viên nhưng không phung phí quá đà tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim sức khỏe suy yếu tính khí nóng nảy thất thường tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tránh chút giận lông tung lên người không liên quan Vậy đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi sửu, tuổi thân. từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi ngọ trong ngày hôm nay đang gặp được ngày của ngũ hành tị ngọ tư hội. Cái điều này mang đến nhiều tin mừng cho các mối quan hệ về tình cảm của bạn. Đối với những bạn đã có gia đình sẽ nhanh chóng hóa giải được những mâu thuẫn mà không gặp khó khăn gì. Người ấy chấp nhận bao dung, tha thứ cho những nỗi lầm của bạn. Bán mệnh tuổi ngọ, hãy trân trọng người yêu thương và bao dung cho mình, bởi chỉ có tình yêu lớn lao thì mới có thể làm được điều đó. Đối với những bạn đang còn độc thân, cảm thấy mình đang đến gần với hạnh phúc khi mà trái tim không ngừng rung động khi đứng trước người ấy. Bạn hãy tìm cơ hội phù hợp để bày tỏ tình cảm của mình đi thôi. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Với bà tuổi ngọ, con đường tài lộc của bạn đang có được sự uh, khởi sắc không ngừng. Chẳng những người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng nhìn thấy được cơ hội phát tài, kiếm tiền đầy tay cho mình nữa về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim chuyện tình cảm có nhiều tin vui tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy mâu thuẫn gia đình được hóa giải nhanh chóng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa cần phải trân trọng hạnh phúc mà mình đang có tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ đối với những bạn đang còn độc thân ngày càng khó kìm nén tình cảm với người thầm mến tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc tài lộc có khởi sắc cơ hội phát tài phát lộc về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mùi, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh. Cho nên, hôm nay không phải là ngày may mắn cho bà tuổi mùi. Nhiều kế hoạch đã bị đổ vỡ dựa chừng, khiến cho bạn bối rối, tìm cách giải quyết, thời gian cứ thế trôi đi và bạn chẳng làm được việc gì nên hồn dường như với bạn tuổi mùi đang thiếu đi sự định hướng cụ thể về việc bạn cần phải làm là gì làm như thế nào và đó là điều bạn cần phải tìm ra càng sớm càng tốt đôi khi thay vì cố gắng kiểm soát mọi thứ thì tốt nhất là hãy cứ buông mình và cảm nhận tất cả những gì đến với bạn đi cái đã trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mùi lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này mang lại sức khỏe cho bạn có được sự dồi dào tuy nhiên đừng vì công việc bộn bề mà con đi quên đi việc chăm lo cho sức khỏe của mình khi thấy năng lượng có phần bị giảm sút thì tốt nhất là với bạn nên nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn Ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành những công việc sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động đến tai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim Kế hoạch bị đổ vỡ rửa chừng, tốn công sức để giải quyết. Từ vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, thiếu định hướng cụ thể, khiến cho mọi việc dở dang. Từ vi tuổi kỷ mùi, thuộc hỏa, công việc bọn bè đến đâu, cũng đừng quên chăm sóc sức khỏe cho mình. Từ vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, đừng có kiểm soát mọi thứ theo ý của mình. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, không nên tác động vào vị trí thai thần trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi hợi, tuổi ngọ. từ vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi than trong ngày hôm nay cần phải mở rộng trái tim mình để đón nhận tình yêu cho đối phương và cũng cho bản thân mình cơ hội để có được hạnh phúc. Ngày này với bà tuổi thân, nhân duyên của bạn đang rất tốt đẹp trong thời điểm này. Và bạn đừng có để cho quá khứ níu chân bạn ở lại và từ chối tình yêu ở hiện tại. Bạn cần phải hiểu có những thứ đã qua là sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Người thực lòng yêu thương mình chẳng có nhiều đâu. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn trợ mệnh cho nên bạn có được sự nhận lại, kiên trì hơn, nhờ đó mà nhiều việc trong ngày hôm nay diễn ra rất thuận lợi, bản mệnh được nể trọng, nhất là đối với những người có địa vị, có vị thế, thể hiện được uy lực của mình. Ngày hôm nay, xem tử vi cũng cho thấy là với bạn tuổi thân, nếu như có ý định xuất hành đi đâu xa thì bạn nên ưu tin đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông, đây là hai hướng giúp cho bạn có được nhiều may mắn và thuận lợi. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, nhân duyên tốt đẹp nên mở cửa trái tim để đón nhận tình yêu từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa đừng có để cho quá khứ níu chân ngăn cản bạn đón nhận hạnh phúc từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ thêm phần kiên nhẫn nên khó khăn nào cũng được giải quyết từ vi tuổi canh thân thuộc mộc được mọi người nể trọng tin tưởng từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim nên chọn hướng may mắn khi xuất hành về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 4 sao Con số may mắn Số 2 Số 6 Giờ tốt Từ 7 giờ đến 9 giờ Màu sắc cát tường Màu trắng Màu bạc Quý nhân phù trợ Tuổi tí Tuổi thìn Tuổi tỵ Từ vi tuổi giàu thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tam hợp, cho nên bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu có vận quý nhân trợ mệnh. Đây là thời điểm rất thích hợp để cho bạn mạnh tiến hành các kế hoạch công việc, đầu tư, kinh doanh nhằm thu lợi về cho mình. Bên cạnh đó, với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, báo hiệu cho bạn với những nỗ lực của bạn trong công việc sẽ giành được thành công. Bạn mạnh hãy tiếp tục cố gắng, những khó khăn trước mắt rồi cũng sẽ bị đẩy lùi mà thôi. Chẳng những vậy, trong ngày hôm nay với bạn tuổi giàu cũng đang rất thuận lợi trong chuyện tình cảm. Các cặp đôi có thể thắp lại ngọn lửa lãng mạn, nồng nàn, quần các bạn đang quản độc thân, càng thêm dũng khí, chủ động tìm kiếm đối tượng thích hợp riêng cho mình tuy nhiên vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày của ngũ hành xung khắc báo hiệu cho bạn cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình cuối ngày bạn nên tạm rời xa công việc và tận hưởng cuộc sống nếu cứ mãi vùi đầu vào công việc thì hiệu quả chưa hẳn đã là cao bạn nên biết kết hợp nghỉ ngơi và làm việc sao cho hợp lý để hồi sức nhanh chóng về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy có quý nhân trợ mệnh giúp giải quyết mọi khó khăn tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa thích hợp tiến hành các công việc về đầu tư kinh doanh tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ nỗ lực bấy lâu được đền đáp xứng đáng tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc tình cảm nhiều thuận lợi cho cả người đã có đôi lẫn với những bạn đang còn độc thân tử vi tuổi quý dậu thuộc kim nên chú ý hơn về vấn đề sức khỏe thường xuyên rèn luyện cơ thể về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn từ vi tuổi tốt thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có chính quan chia chở sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất có thêm động lực để nỗ lực hơn trong công việc học tập của mình. Bạn dần nhận ra giá trị to lớn của kiến thức và sẽ chăm chỉ tích lũy để cho bản thân mình không bị thụt lùi về sau. Tuy nhiên, bạn tuổi Tuất lại gặp đôi chút khó khăn khi xác định mục tiêu thực sự trong tương lai của mình dù mục tiêu là gì cũng đừng nên trần trừ quá lâu vì thời gian có thể làm cho bạn giảm sút đi sự quyết tâm và động lực của mình nữa trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày có hòa sinh cho thổ vượng báo hiệu cho bạn đang có được những tin vui về chuyện tình cảm Bạn mệnh có thể sẽ được bạn bè và người thân giới thiệu cho đối tượng yêu đương và tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc Xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 27 tháng riêng năm Tân Sửu, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường. Vì vậy với bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay không nên tiến hành làm những công việc trọng đại. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa tràn đầy hứng khởi để làm việc và học tập. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ gặp khó khăn khi phải xác định mục tiêu cho mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc có tin vui về tình cảm được người quen giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim chủ động tích lũy kiến thức trang bị thêm kinh nghiệm cho bản thân từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy tránh thực hiện những việc trọng đại bởi hôm nay là ngày tam nương tương sát về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng đậm màu nâu quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái chuyện tình cảm của bà tuổi hợi trong ngày hôm nay rất có thể sẽ gặp nhiều tác động xấu do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi gây ra. Đôi lứa, vợ chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn do hiểu lầm nhau, không được giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi, lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc, có thể sẽ có kẻ thứ ba, chiên chân vào mối quan hệ của hai bạn. Bạn cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề, chớ nên tiếp xúc quá nhiều với những người đinh hợi, ất hợi, đinh mạo trong ngày hôm nay, kẻo lại mắc sai lầm. Chẳng những vậy, các vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cho thấy, với bà tuổi hợi, dễ gặp họa phá tài, không đau tự dưng mất tiền, bản mệnh nên cân nhắc lại những quyết định liên quan tới vấn đề tài chính trong ngày hôm nay nữa. Và ngày này với bà tuổi hợi, nếu như có công việc phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên chọn những hướng tốt, như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn được thuận lợi hơn và tránh được những rủi ro không đáng có xảy ra. Vài từ về tử vi tuổi ất hợi, thuộc hỏa, tình cảm gặp trục trặc, Mau thuận dễ nảy sinh. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ có điểm báo người thứ ba trên chân của mối quan hệ tình cảm. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc dễ gặp họa phá tài, tổn hao về tiền bạc. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim nên cân nhắc cẩn thận trước khi tiến hành đầu tư. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy kiên trì có thể đạt được những thứ mà mình mong muốn. và đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp ba sao, tài lộc. 3 sao Sức khỏe 3 sao Tình cảm 3 sao Con số may mắn Số 4 Số 7 Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Các các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.